Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Hay Thế Giới. Thì hôm nay mình sẽ làm theo một ý tưởng của một bạn rất là hay và rất là chi tiết. Đại khái cái ý tưởng của bạn đó chính là người sói của chúng ta sẽ về hưu. Tức là không còn dạy các học viên dị nhân ở trường X-Men nữa. Tuy nhiên thì Logan của chúng ta đã có một cô con gái cũng là dị nhân, và cô con gái học ở trường X-Men đó, nhưng không may mắn có một tên quái vật có khả năng bất tử giống như X-Men đó đã tấn công vào trường và bắt cóc cô con gái của Logan, khiến cho Logan phải một lần nữa tái xuất giang hồ. Rồi, nghe có vẻ cốt truyện của bạn rất là hay. Thì mình đã làm dựa trên cái cốt truyện đó. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi trực tiếp nó sẽ như thế nào nhé. Đây chính là Deadpool. Các bạn thấy bất ngờ đúng không? Tại sao trong X-Men lại có Deadpool? Thực chất là Deadpool đã xuất hiện trong phim X-Men trước đó rồi. Nhưng mà Deadpool trong phim X-Men là rất là ác. Thì Deadpool của chúng ta từng là một kẻ bại trận dưới tay của X-Men. Bị X-Men sỉ nhục. Người sói chứ. Bị người sói Logan sỉ nhục rất là nhiều. Nên hắn đã ôm hận trong lòng. Cho các bạn xem cái cảnh mà người sói X-Men, người sói Logan đã sỉ nhục hắn này. Thì trong quá khứ, Deadpool và tên Logan này đã từng giao chiến với nhau một lần. Tên Deadpool này đã đi cướp ngân hàng và bị Deadpool truy đuổi. Hắn lúc này là một kẻ rất là tinh nhuệ, có khả năng sử dụng kiếm rất là tuyệt vời. Tuy nhiên hắn cũng chỉ là người thường mà thôi. Deadpool đã hạ gục hắn và giao hắn cho công an. Trời ơi, trên tay nó sao sấm sét đẹp dữ vậy, giống như cái còng sấm sét vậy á. Thì người sói của chúng ta đã giao cái tên Deadpool này cho công an. Trước khi mà giao cho công an, Deadpool đã nói với hắn nhiều lời sỉ nhục. Người mãi mãi là một kẻ thất bại, hãy đổi nghề đi, đổ cái thằng cùi bắp, cái thằng cùi mía, cái thằng cùi chuối, không có gì để cùi hơn nữa. Từ cái cách sỉ nhục đó, hắn đã tìm hiểu ra sức mạnh của Logan. Thì ra Logan được một tổ chức bí ẩn đen tối chích một loại thuốc chứa thủy ngân khiến cho cơ thể của anh trở nên bất tử và sức mạnh tuyệt vời như vậy. Và rồi cái tên Deadpool này hắn mới tìm tới tổ chức đó. Hắn sẵn sàng cho cái tổ chức này thí nghiệm loại thuốc đó, và cái tổ chức này cũng đã đồng ý. Cái tổ chức này cũng đã bắt đầu tiêm cái loại thuốc giống như tiêm vào người của người sói Logan, vào người tên Deadpool này. Sau khi tiêm xong thì hắn đã bị quằn quại đau đớn một cách dữ dội giống như Logan nhà chúng ta vậy. Người của tên Deadpool này đã trở nên rất là ghê gớm. Da dẻ của hắn sần sùi. Và sau đó hắn cũng đã dần dần lấy lại bình tĩnh. Quay mặt lại cho khán giả coi cái nào. Ghê chưa? Nhìn người lỡ lấy mặt đồ không có lông mày luôn, nhìn ác quỷ gì á. Và rồi hắn cũng đã sử dụng cái sức mạnh trong người của hắn giống như Logan vậy. Xoẹt. Trên tay của hắn đã hiện ra hai thanh kiếm y chang phong cách của Logan. Sức mạnh của hắn sẽ như thế nào đây? Tí nữa các bạn sẽ thấy. Bây giờ hắn sẽ đến một nơi buộc Logan phải xuất hiện. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Vâng, thưa các bạn, đây chính là một lớp học của những người có khả năng rất là đặc biệt, hay còn gọi là dị nhân. Và thầy của chúng ta là một anh có khả năng mắt bắn là laser. Với trình độ chiến đấu ở những cái tập trước rất là cực kỳ hấp dẫn, thì ngôi trường của dị nhân này đã mời anh tham gia để có thể giảng dạy cho các học viên còn nhỏ. Với các học viên còn nhỏ này, họ có siêu năng lực, có những cái đặc điểm rất là kỳ lạ so với người thường. Tuy nhiên, họ chưa có thể phát huy được cái khả năng đó, hoặc là phát huy nhưng rất là chập chờn. Thì nhiệm vụ của những người thầy, chẳng hạn như là anh bắn mắt laser này, sẽ dạy dỗ cho các bạn mới lớn này cách để vận dụng để có thể phát huy tối đa cái khả năng vốn có của mình.
Và đây là những buổi học bình thường mà anh đã giảng dạy. Các em hãy tập trung và hãy nhìn thầy phô trương sức mạnh của mình. Phải biểu diễn cho bà con cô bác nó thấy nó sợ, rồi sau đó dạy nó mới hiệu quả. Coi này, ghê chưa, quá ngầu luôn. Các em thấy sức mạnh của thầy như thế nào? Cả lớp đồng thanh nói quá tuyệt vời thầy ơi, thầy mạnh quá. Thì người thầy mắt laser của chúng ta nói các em cũng sẽ mạnh như vậy. Tuy nhiên các em phải học cái cách phát huy hết sức mạnh của mình. Nào bây giờ thầy sẽ mời một bạn lên biểu diễn và thầy sẽ chỉ cái cách để em có thể phát huy được. Bạn nào giơ tay đâu, lên đây cái coi. Và lúc này có một chàng trai trẻ áo đen, chính là một người băng, tức là anh ta có năng lực của băng giá. Anh ta đã giơ tay lên phát biểu bởi vì anh ta muốn thể hiện cho một cô gái anh ta thích, đó chính là cái cô áo cam đứng ở đầu hàng kìa. Và cái cô áo cam này cũng chính là con gái của Logan. Và anh ta đã được thầy mời lên. Xin lưu ý với các bạn nha, Logan chính là người sói đó, nhân vật đầu video nãy đó. Thì người thầy này kêu anh ta giới thiệu, anh ta cũng đã giới thiệu tên tuổi và cái khả năng của mình là một người băng. Sau đó vị thầy mắt laser này hãy kêu anh ta thử vận dụng một cái cách tự nhiên để coi trình độ khả năng tận dụng siêu năng lực của anh ta tới đâu. Và rồi anh ta đã vận công để có thể xuất hiện siêu năng lực của mình. Wow, rất là đẹp. Xung quanh người của anh đã biến thành những khối băng, rất là tuyệt vời luôn. Sau đó thì mắt laser, thầy mắt laser mới nói: bây giờ em hãy biểu diễn cái sức mạnh của em. Nhưng mà dường như là sau khi sử dụng hết năng lượng để biến đổi cơ thể thì chàng trai trẻ này không còn sức đâu mà sử dụng siêu năng lực của mình. Thì thầy mắt laser cũng đã chỉ bảo và chỉ cho anh cái cách mà vận hành tiết kiệm năng lượng nhất và nâng thể lực lên để có thể chiến đấu hoàn toàn trong trạng thái mạnh nhất như thế này. Sau nhiều phút chỉ bảo thì chàng trai cũng đã chập chững ra thử những cái chiêu mà bản thân mình vốn có dưới sự hướng dẫn của thầy mắt laser. Ấy ôi, thành công rồi, đã thổi được gió rồi. Cố gắng lên nào, sử dụng hết năng lượng để có thể tạo thành băng. Wow, có thể tạo được ra băng rồi, quá tuyệt vời. Đúng là một thầy giáo giỏi. Và anh cũng đã thể hiện được trước mặt của con gái Logan, người mà anh rất là thích. Thì lớp học của chúng ta đã diễn ra như vậy đó, từng người lên được chỉ bảo. Trong khi lớp học đang rất là sôi nổi thì một nhân vật đã xuất hiện, không ai khác đó chính là Deadpool, kẻ chết chóc đầy. Sau đó hắn đã tiến thẳng vào trong lớp học thì thầy mắt laser cũng đã chặn đường hắn lại. Thầy mắt laser hỏi: ngươi là ai? Cái tên Deadpool này mới nói: ta chính là sát thủ, sẽ tiêu diệt hết tất cả các dị nhân trên đời này. Thầy mắt laser: ngươi có bản lĩnh đó, ngươi vào được đây là hơi giỏi, vậy hãy thử sức mạnh của ta. Các em hãy xem thầy biểu diễn nè. Lúc này thầy mắt laser rất là tự tin, nhưng mà thầy mắt laser không thể ngờ nguy hiểm sẽ ập đến. Quất nào. Ôi trời ơi, ôi tên này quá mạnh. Chạy đi các em, chạy đi, chạy đi. Chết, hắn rất là mạnh. Đi ra đây này, tao chơi với mày. Con gà, bước ra đây. Trời ơi, sợ quá à. Trời ơi, nó mạnh vậy. Tao sợ mày hả? Có vẻ như thầy mắt laser trong khoảng không gian hẹp này rất là bất lợi. Bay ra ngoài này. Ủa, không cho bay luôn mà. Tao mà ra ngoài được là chết. Tao thoát ra ngoài được rồi nè. Tao trên cao tao xỉ xuống nè. Ghê vậy, trời ơi.
Wow. Và một điều thật là bất ngờ thì cái tên quái vật này sau khi ăn chính diện mắt là dè, nhưng mà cơ thể của hắn lại phục hồi những cái vết thương rất là kỳ lạ. Chẳng lẽ lại xuất hiện một tên bất tử thứ hai sao? Hắn thì rất là yếu đó, không có mạnh bằng mắt là dè đâu. Nhưng mà hắn có khả năng bất tử khiến cho mắt là dè đã bị đánh bại các bạn à. Thì trong lúc mà thầy mắt là dè chiến đấu và bị đánh bại thì người băng đã dắt cô gái yêu thương của mình là con gái của Logan đã bỏ trốn. Tuy nhiên cái tên quái vật kia, hắn đã biết cái cô gái áo hồng kia là con gái của Logan người sói, nên hắn muốn trả thù, hắn đã chi đuổi theo các bạn à. Chạy nào em ơi, đi go đi 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 nào, đi nào đi nào. Kìa, cái tên quái vật hắn đã đuổi sắp tới rồi kìa, chạy chạy lẹ nào. Thấy hắn quá gần thì người băng của chúng ta đã tiếp cận để tấn công hắn, mong có thể để hy sinh để có thể cứu được người yêu thương. Trời ơi, tội không. Thổi nó nào, sức mạnh băng giá. Nhưng mà dường như cậu chỉ là một sinh viên thôi, một người mới đi học thôi, chưa có chiến đấu trải nghiệm thực tế. Dường như năng lực của cậu rất là yếu, cái tên quái vật này đã vượt xa khả năng của cậu. Trời ơi, nhỏ chưa thổi gì nữa, nó quất tạc 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 rồi. Và rồi cuối cùng cậu cũng đánh bại. Cậu bị đánh bại chứ. Sau khi hạ được người băng thì tên Deadpool này hắn mới đi tìm con gái của Logan. Ha ha ha, chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu hả cưng. Hổng cẳng. Thì con gái của Logan chỉ là một học sinh thôi, chứ chưa có biết sử dụng khả năng của mình nhiều đâu, nên tên quái vật này đã dễ dàng hạ được cô. Sau đó hắn đã bắt cóc cô. Lúc này Logan đang tắm trong một cái hồ bơi. Hàng ngày công việc của anh là ăn, chơi và ngủ, an hưởng tuổi già. Tuy nhiên thì một ngày này anh cảm thấy mắt trái của mình giật rất là nhiều, rất là bất tâm, không cảm thấy an toàn tí nào, không biết là con gái của mình học trong trường có ra sao. Thì lúc này anh đã nhận được một cú điện thoại. Nghe giọng của kẻ này rất là quen, hắn cũng đã tự giới thiệu hắn chính là cái bài chặn dưới tay Logan ngày xưa. Và hiện tại hắn bắt con gái của Logan, hắn muốn Logan tới chiến đấu với hắn một lần nữa. Nếu mà thắng hắn thì hắn sẽ thả con gái. Bởi vì là quá lo cho con gái của mình, Logan bắt buộc phải ra tay thôi. Nhưng mà lần này anh tái xuất giang hồ thì anh không thể cho những người xung quanh biết. Thế là anh đã vào thay một cái bộ đồ rất là đặc biệt. Sau khi thay bộ đồ giấu mặt xong, Logan của chúng ta nhìn rất là trẻ, rất là khỏe và ngầu vãi ra luôn. Thử hàng cái nào, quá tuyệt vời. Lên đường cứu con gái nào. Các bạn có thể thấy không, cái tướng đi của Logan màu vàng của chúng ta hơi bá đạo một xí. Bởi vì là mình đã trong quá trình mod á, mình để quên để giới tính của cái nhân vật này là female, có nghĩa là phụ nữ, nên tướng đi hơi giống đàn bà một chí. Trời ơi, trình độ lái xe vẫn dở như ngày nào. Lên đường thôi, cứu cô gái nào. Logan của chúng ta trong chiều mưa hôm ấy cũng đã chạy rất là nhanh đến cái khu vực mà bọn chúng đã hẹn tới. Tới rồi nè, đi xuống đi bộ thử coi bọn chúng có trong kia không. Á, dám bắt con mình. Trời ơi, nhảy một phát tới nóc nhà luôn. Và rồi từ trên cao Logan đã quan sát khắp nơi, cuối cùng cũng thấy con gái của mình nằm chèo quẹo dưới mưa. Thiệt là tội nghiệp, ta sẽ không tha thứ cho người đâu, tên Deadpool khốn nạn kia. Dám bắt con gái của ta tới đây cho nó nằm như vậy à. Thì lúc này tên Deadpool cũng đã tấn công sau lưng của Logan. Con ơi. Cái tên Deadpool hắn đã xuất hiện rồi kìa. Trời ơi, nó nhanh quá đi. Bắt đầu thì Logan của chúng ta cũng đã phát hiện ra hắn.
rút hàng ra này, thích thể hiện á, thích chiến đấu này. Trời ơi, không ngờ cơ thể của hắn sau khi Logan gặp lại đã khác xưa rất là nhiều. Sức mạnh và tốc độ của hắn rất là ghê gớm. Và đặc biệt hơn, Logan không ngờ hắn lại có khả năng bất tử giống như mình. Những vết thương của hắn đã lành lại rất là nhanh. Mày đâu rồi, bước xuống tao biểu cái coi. Trời ơi, nó đánh mình xong chạy mất tiêu hả? Không thể phát hiện nó đâu hết. Mày láo cá, giỡn mặt hả với ông. Ôi dồi ôi, mày ngã một dao này quá mạnh, bố láo. Ui giời ơi, kinh thế, sợ quá à. Tao cho mày xỉu luôn nè. Bây giờ để mình mở một tí nhạc cho các bạn nghe nha. Thay vì mình nói, một số bạn nó kêu mình nói nhiều quá, đánh đi nó nhiều quá, thì bây giờ mình sẽ mở nhạc, mình không nói nữa. Mày sắp cua tèo rồi mà mày giỡn mặt. Và hai người đều rất là mệt, không còn sức chiến đấu. Họ thì không chết đâu, nhưng mà ai sẽ là người phải gục xỉu trước? Người mãi mãi là kẻ thất bại, ta là chiến thắng. Người hãy về rèn luyện thêm đi. Và sau đó X-Men của chúng ta, người sói chứ, cũng đã cho người trong hội hiệp hội X-Men tới bắt cái kẻ này, nhốt hắn nơi tăm tối của địa ngục để hắn không có thể hại ai nữa. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem coi có đã không. Đánh quá sướng, quá bạo lực luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.